Alo. Chú Thành ơi, con nghe nói là chú sắp gặp người bên hệ thống siêu thị HP Max hả chú? Bạn chú giới thiệu, bên họ đang kiếm một cái nơi mà ta trồng rau trái hữu cơ. À, hình như con làm bển luôn phải không? Chú đang tính là để gặp họ coi làm sao rồi mới nói với con. Dạ, một chút nữa con sẽ đi cùng giám đốc của con qua gặp chú đó. Ủa vậy hả? Chà, vậy thì tốt quá rồi, có con á chú đỡ lo lắng về cái vấn đề hợp đồng này nọ. Không phải như chú nghĩ đâu chú ơi. Chú có nhớ là hôm bữa con nói á, là siêu thị này sắp đóng cửa không? Chú nhớ không? Ủa nhưng mà Con cũng nói lại là tập đoàn Hương Việt gì đó rót vốn vô để cho họ tiếp tục hoạt động một thời gian nữa mà. Dạ, hải giám đốc của con á là con của chủ tịch Hương Việt. Cái thằng nhóc này á, nó còn trẻ tuổi, ngựa non háo đá, nóng cuồng ngạo mạn, luôn nghĩ ra mấy cái chiến lược sai mà cứ cho là mình đúng rồi nói là mình sẽ thành công không á chú. Chưa hết, hắn còn cực kỳ gian xảo nữa chú. Mấy cái hợp đồng ký với bên cung ứng á toàn gài câu chữ để bắt chẹt người ta về sau, để sau này không phải đền hợp đồng á chú. Vậy hả? Vậy mà bạn chú nói là chỗ này được lắm. Bạn chú là người ngoài, làm sao sâu sát được tế bằng con. Con còn phải dướng bận hợp đồng, cho nên là phải làm thêm 2 tháng nữa mới được nghỉ. Chứ mà bây giờ con nghĩ là người ta không có trả lương cho con. Con vừa nghe tên Hải nói đi gặp chú là con gọi cho chú liền nè. Ừ. Thôi, nếu vậy thì chú từ chối luôn cho nó yên. Để lùm xùm sau này mệt lắm. Hôm đám tang của bác Mạnh á, Hải cũng có tới dự. Người hắn có quen biết với nhà chồng của con Nguyệt, Cũng có thấy con đứng chung với chú rồi. cho nên là bây giờ con sẽ nói á, là con cũng có đề cập đến chuyện chú hợp tác với siêu thị, nhưng mà chú không đồng ý. Vậy cho chú, chứ không thôi á, Để hắn biết con biết trang trại của chú mà không giới thiệu cho hắn á, đi cũng chết luôn á. được rồi, con yên tâm đi. Vậy nghe chú, con chào chú. Hên là chú đảm nhận lời mình, chứ không là uổng phí công sức bữa giờ đi theo phá hắn.